Thân mến, chào các em. Tuần trước chúng ta đã bàn về phân phối bắt sông. Với nhị thức chúng ta đã đi qua rồi. Ta bàn về phân phối bắt sông. Phân phối bắt sông là phân phối mà các em nên nhớ là đó là phân phối hiếm, ít xảy ra. Phân phối nào mà ít xảy ra? Ví dụ như là tai nạn, số tai nạn trong một khoảng thời gian nào đó cũng là một phân phối bắt sông. Như thầy thí dụ, chiều nay thầy mua một vé số của thành phố Hồ Chí Minh 5.000, tính xác suất để thầy được trúng lô độc đặt thì xác suất đó thực ra là số hiếm, có thể năng, có khả năng vẫn là xảy ra nhưng mà xác suất hiếm, xác suất hiếm. Thường xác suất nhỏ thì người ta gọi đó là xác suất bắt sông, xác suất bắt sông. Bây giờ thầy bàn tiếp về xác suất bắt sông, mời các em nhìn lên màn hình. Thầy nhắc lại, hôm trước thầy đã định nghĩa về xác suất bắt sông là xác suất mà giá trị xác suất tại từng điểm nó mang biểu thức như vậy các em ạ. E mũ trừ lambda, lambda k, k giai thừa. Đấy, thầy nhắc lại cái biểu thức này nó nhỏ là vì k giai thừa nằm ở dưới mẫu số và e trừ lambda nằm ở trên tử số. Mặc dù là anh này có vẻ như là to nhưng mà thực chất là anh này không bù lại được cho hai anh này, cho nên đây là nó nhỏ, xác suất này nhỏ. Và định lý hôm đó thầy cũng đã nói rồi, ba cái tính chất của cái phân phối bắt sông chính là cộng tất tần tật xác suất lại. Nhớ là đây cộng cộng gì các em? Cộng vô hạn đây là các em ạ. Nó khác, khác với hai cái phân phối trước đây ta đã học nhị thức và siêu bội, đúng không? Đây xác suất này cho ta là cộng từ 0 cho đến vô hạn, tất cả các BK phải bằng 1. Chứng minh cái này thì không khó nhưng mà phức tạp các em ạ. Nhưng mà trong thực hành á, trong thực hành các em thử cho lambda nó bằng bao nhiêu? K mình chỉ cần cho lambda, ví dụ cho lambda bằng bằng 2, bằng 3 tùy nhá. Và K này mình thử cho đến khoảng 30, 40 là mình thấy cộng lại tất cả nó cũng bằng 1 các em ạ. Cộng lại tất cả cũng bằng 1. Bây giờ trước khi mình thử cái đó thì thầy sẽ nói định nghĩa, ý nghĩa về lambda như thế nào. Nhớ là đây là cả kỳ vọng và phương sai đều bằng lambda. Nhớ các em nhé, dễ nhớ. X thuộc vào bottom lambda thì kỳ vọng E của nó bằng lambda và variance của nó cũng bằng lambda. Giờ ý nghĩa của nó thì sao nào? Trước khi ý nghĩa thì thầy giới thiệu thêm một cái công thức về Excel. Đây là bottom K lambda 0. Ở dưới này nè, nó chỉ khác cái công thức vàng này nè, là cái tham số ở trên là 0, giờ tham số dưới này là 1. Tham số dưới này là 1 là để cộng dồn nó, cái cộng dồn lại từ K cho đến M. Đây là K bằng M đó các em. K từ 0 cho đến M cộng dồn xác suất lại nha. Thì cái này ta có thể sử dụng Excel. Nhớ nó chỉ thay đổi cái là 0 thì là giá trị tại từng điểm, còn nếu mà 1 thì là chính là nó cộng dồn từ đầu, như là binomial hay là hypergeometry cũng vậy, là nó có cái tham số 0 là tính từng điểm, mà 1 chính là cộng dồn từ ban đầu luôn, tức là từ giá trị từ 0 1 2 cho đến cái giá trị M nhá. Binomial nó cũng vậy, binomial của nhị thức nó cũng có cái công thức như vậy. Và siêu bội hypergeometry nó cũng có công thức tương tự như vậy.
Bây giờ ta xem cái ý nghĩa, ta xem cái ý nghĩa của cái lambda như thế nào. Trước đây mình nói về lambda, nào là kỳ vọng cũng bằng lambda, rồi phương sai cũng bằng lambda. Giờ ý nghĩa của nó nè, ý nghĩa của bát sông này nó liên quan đến thời gian, như thầy đã nói, nó liên quan đến thời gian. Các bài toán dẫn tới phân phối bát sông thường liên quan tới yếu tố về thời gian, như thời điểm hay khoảng thời gian, như thời điểm nhé, hay khoảng thời gian chờ đợi xảy ra biến cố A nào đó nhé, và tuân theo luật như sau: số x, số lần x xuất hiện thành công một biến cố A trong khoảng thời gian t1 cho đến t2 là độc lập so với các khoảng thời gian khác, và nó tỷ lệ với độ dài của khoảng thời gian đó, nó tỷ lệ với độ dài của khoảng thời gian đó nhé. Số lần xuất hiện thì tất nhiên rồi, số lần xuất hiện thành công của một biến cố trong khoảng thời gian t1 t2 thì độc lập so với các khoảng thời gian khác, và nó tỷ lệ với cái độ dài của khoảng thời gian đó, cái khoảng thời gian mà dài hơn thì số lần xuất hiện nó nhiều hơn, đúng không? Và khi đó người ta gọi x thuộc vào Poisson lambda, và lambda có công thức là bằng c nhân với t2 trừ t1. C ở đây là các em được gọi là cường độ xuất hiện biến cố A. Cường độ xuất hiện biến cố A. Cường độ ở đây là theo thời gian đó. Cường độ theo thời gian, cường độ xuất hiện biến cố A. Cường độ xuất hiện biến cố A. Còn lambda là số lần trung bình xuất hiện trong khoảng thời gian từ T1 cho đến T2. Lambda là số lần trung bình, còn C là cường độ, C là cường độ nhé. C là cường độ. Trong một vài trường hợp nào đó mình cứ tưởng hai cái này nó giống nhau. Nó giống nhau. Nếu cùng một đơn vị về thời gian thì nó giống nhau. Còn nếu mà khác đơn vị thời gian thì người ta phân biệt C đó là cường độ, còn cái lambda nó sẽ tăng theo cái khoảng thời gian mà người ta đưa ra, cái khoảng thời gian đó là T2 trừ cho T1 đó. Thì là lambda chính là số lần trung bình xuất hiện biến cố A trong khoảng thời gian T1 đến T2. Như vậy là các em nhớ cái công thức này nhá, lambda là bằng C nhân với cái khoảng thời gian. Khoảng thời gian mà nhiều thì lambda nó sẽ lớn hơn, khoảng thời gian ngắn lại thì lambda nó sẽ nhỏ hơn. Như vậy là C chính là chẳng qua là cường độ, cái đơn cường độ xuất hiện đơn vị A. Giống như là cái này là nếu mà nói về vật lý thì đây chính là cái vận tốc đó các em. C chính là vận tốc. Còn T2 trừ T1 là thời gian nhân vận tốc thì ra quãng đường. Vậy lambda chính là cái quãng đường. C cường độ có nghĩa là cái vận tốc xuất hiện cái biến cố A. Còn lambda là số lần trung bình xuất hiện trong khoảng thời gian T1 đến T2, cho nên ta phải nhân thêm. Ta phải nhân thêm thì nó tỷ lệ mà. Lambda nó to là cái khoảng thời gian này nó to. Đúng không? Lambda bé thì khoảng thời gian nó bé, còn C là hằng số. C nó chính là cái vận tốc người ta cho trước, gọi là cường độ xuất hiện nhé. Như vậy các em nhớ cho thầy cái phần định nghĩa xanh xanh này nhá. Bắt đầu từ đây. Lambda bằng cường độ nhân với thời gian, khoảng thời gian đó mà mình hiểu nôm na C chính là vận tốc. Vận tốc còn này là thời gian. Vận tốc nhân với thời gian thì sẽ ra là quãng đường. Lambda chính là cái quãng đường. Là số lần trung bình xuất hiện trong khoảng thời gian T1 đến T2. Giờ ta sang ví dụ để ta làm sáng tỏ cái vừa định nghĩa cái lambda và cái số C là cường độ xuất hiện biến cố A đấy. Giờ ví dụ nè, người ta cho trung bình 1 phút có 2 ô tô đi qua trạm giao thông. Các em biết là trạm giao thông, hoặc là hồi xưa đó người ta muốn đo cái lưu lượng xe qua cái cầu hay là qua một cái đơn, qua một cái công trình nào đó để người ta biết biết cái tần tần suất của dao động của cầu, để người ta tính toán tính động về cái cầu, tính về cái tần số của cầu rung như thế nào. Thì
người ta có một cái chạm, chạm người ta để cái máy, để một cái dây để ngang qua lòng đường, và cứ mỗi lần xe chạy qua chạy lại thì nó nhảy lên một đơn vị. Đấy. Người ta muốn đo tần số thì người ta đo như vậy. Thì cái máy này người ta đã biết rằng là trung bình 1 phút có 2 ô tô đi qua, tức là cái máy này người ta đo như vậy. Tính xác suất để có 5 ô tô qua trạm trong 3 phút. Như vậy mình thấy ở đây là trung bình 1 phút có 2 ô tô đi qua. Vậy đây chính là cái đơn vị nhỏ nhất này các em. 1 phút có 2 ô tô đi qua, 1 phút mà. Em lấy cái đơn vị nhỏ nhất là 1 phút có 2 ô tô đi qua, đây chính là gì? Cường độ đó. Vận tốc. Nó là vận tốc. Là trung bình 1 phút có 2 ô tô đi qua. Vận tốc thì nó liên quan đến thời gian, 1 phút có 2 ô tô đi qua nhá. Bây giờ ta sẽ tính là tính xác suất có 5 ô tô đi qua trạm trong 3 phút là bằng bao nhiêu, và tính xác suất là có từ 3 cho đến 4 ô tô đi qua trạm trong 2 phút. Vậy đây là cái đơn vị thời gian nhỏ nhất là 1 phút, thì ta phải lấy đây chính là cái cường độ đó các em. Đây là cường độ, còn lambda thì nó sẽ là tăng theo cái khoảng thời gian mà cái bài toán người ta cho. Ví dụ đây là cường độ là 2. À, cường độ là 1 phút có 2 ô tô, vậy 3 phút thì sẽ có bao nhiêu ô tô các em? 6 ô tô, vậy lambda nó chính là bằng 6. Còn này C sẽ bằng 2, đúng không nào? Rồi từ 3 cho đến 4 ô tô đi qua trong 2 phút nhá. Ở câu B nào, để trong khoảng thời gian, tính xác suất để trong khoảng thời gian T phút nào đó có ít nhất một ô tô đi qua. Tức là ta phải tính cái T, tức là cái khoảng thời gian T ở đây người ta chưa cho biết các em ạ. Ta phải tính cái T để sao cho là trong khoảng thời gian T đó đó có ít nhất một ô tô đi qua. Tính xác suất T để xác suất này là 0.99. À, tức là cái ở đây người ta giấu T các em ạ, người ta lại cho xác suất nhé. Thường người ta cho xác suất người ta tìm T, nhưng mà đây là bài toán ngược lại. Cho cái khoảng thời gian T người ta chưa biết mà xác suất đã biết rồi, tức là 0.99. Để giải bài này thì ta dựa vào cái định nghĩa vừa rồi thầy mới định nghĩa, đúng không nào? Theo cái ghi chú ở trên đó, thì nếu x gọi là biến cố số lần ô tô đi qua trạm, thì x thuộc vào Poisson lambda, và lambda sẽ bằng c nhân với cái khoảng thời gian, tức là t2 trừ t1. Ở đây như thầy đã nói, mình lấy cái đơn vị nhỏ nhất chính là cường độ đó các em, còn các đơn vị mà nhiều hơn thì mình nhân lên thêm thôi, đúng không? Như vậy c chính là 2 ô tô trên 1 phút, phải không? Và xác suất của nó, xác suất này thầy ghi lại thôi, e trừ lambda nhân lambda k chia cho k nhân thừa. Mình phải nhớ nha, mấy cái biểu thức xác suất là phải nhớ thôi. Bây giờ thầy nói như vậy nhưng mà thi thì lại không mang tài liệu, mấy em cũng phải nhớ tất cả những cái xác suất nhá. Rồi bây giờ bắt đầu tính nào, tính xác suất để có 5 ô tô đi qua trạm trong 3 phút. Như vậy C là bằng 2 ô tô trên 1 phút. Vậy là 3 phút thì ta sẽ tính lambda sẽ bằng C là 2 nè, nhân cho 3, nhân thêm cho 3 phút ở đây nữa sẽ là 6 ô tô. Đúng không? 6 ô tô trên 3 phút. Như vậy lambda chính là 2 nhân 3 là 6 nhá. 6 ô tô trên 3 phút. Đấy, 6 ô tô trong 3 phút đi qua là 6 ô tô. Như vậy ở đây để tính 5 ô tô đi qua trạm thì là k bằng 5. E mũ trừ lambda ta mới tính là bằng 6 thì các em. Lambda bằng 6, như vậy là e trừ 6 nhân với lambda là 6, mũ lũy thừa k, k đây là 5 nhá. K để cho 5 ô tô mà, và chia cho k dài thừa
Theta k dễ thương. Để các em tính bấm máy thôi, phải không? Bấm máy cái này đơn giản nha. Bấm máy rất đơn giản. Thì ta có là bằng 16%. Như vậy để cho 5 ô tô đi qua trạm trong 3 phút thì xác suất đó là 16% nha. Tương tự trong 2 phút. Trong 2 phút thì ta phải nhân 2 lên. Cường độ ta có là 2 rồi. Thì ta nhân 2 lên là 4. Vậy lambda sẽ bằng 4. Và để cho 3 đến 4 ô tô đi qua thì ta phải cộng hai xác suất này lại, phải không? Để cho 3 cho đến 4 ô tô đi qua. Từ 3 cho đến 4 ô tô đi qua. Có nghĩa là ta cộng hai cái xác suất này lại thôi, một cái là k bằng 3, một cái là k bằng 4, đúng không? Cũng với công thức này. Với công thức này, k của nó là bằng, k của nó là, nhớ là lambda là lúc này là bằng 4 nhé. Lambda là bằng 4, e mũ trừ lambda thì e mũ trừ lambda là hai bên đều giống nhau. Nhưng mà đây k, k của ta là bằng 3, k đây là bằng 4 nhé. K đây là bằng 3, đây bằng 4. Và lambda của ta là bằng 4 đây nè. Lambda của ta bằng 4 này. Đúng không? Ở đây là k là 3 thì đây phải là 3 nhảy thừa, ở đây là k bằng 4 thì đây là 4 nhảy thừa. Ta tính bằng máy tính, bỏ túi, bấm thì ta sẽ ra là 39%. Như vậy trong 2 phút để có từ 3 cho đến 4 ô tô đi qua trạm, xác suất sẽ là 39%. Giờ ta giải câu B nhé. Câu B thì T, cái khoảng thời gian người ta chưa cho, tức là cái khoảng thời gian, khoảng thời gian người ta chưa cho các em ạ. Cường độ thì vẫn là số 2, vẫn là 2 ô tô đi qua trong 1 phút. Ở khoảng thời gian này là ta phải tính này, bao nhiêu phút ta chưa biết, thì ta gọi là 2 nhân T là 2T. Và thì dở lại cái công thức của cái đề bài nhá. Để trong khoảng thời gian T phút có ít nhất một ô tô đi qua. Rồi ta lại đụng đến cái thuật ngữ ít nhất rồi các em ạ. À, có ít nhất một ô tô đi qua nhá. Thì ta sẽ dùng cái gì nào các em? Biến cố đối lập. Ít nhất một ô tô đi qua thì ta dùng đối lập là gì? Nhiều nhất zero ô tô đi qua, có nghĩa là không có ô tô nào đi qua. Rồi ta lấy 1 trừ cho cái đó là xong. Đồng ý không các em? Nhá. Thầy muốn dở lại cái đề bài để ta có cái thuật ngữ, cái keyword thì đã nói đây này. Ít nhất, nhiều nhất thì nên nhớ phải dùng biến cố đối lập. Còn nếu mà ta tính trực tiếp nó thì trong những cái tập hữu hạn thì ta làm được. Hữu hạn thì ta phải cộng tất cả những cái xác suất rồi ta phải trừ. Còn ở đây có cộng được không các em? Không cộng được, tại vì như là cái tập ở đây là thầy đã nói là tập vô hạn, tức là từ k bằng 0, 1, 2 cho đến vô cùng. Và như vậy nếu mà ta cộng cho đến vô cùng thì cũng không biết bao giờ cộng được, đúng không? Mặc dù là càng về sau xác suất nó hầu như là nó bằng zero, nhưng để mà tính đầy đủ và tính chính xác thì ta phải dùng biến cố đối lập ở đây thôi. Ta không có thể dùng theo cái lối của nhị thức hay là siêu bội ở đây. Nhị thức hay siêu bội ta cộng hết tất tần tật lại nhá. Tại vì nó dẫu sao nó cũng là hữu hạn thì ta ngồi ta cộng, ta dùng Excel ta cộng một phát thì nó cũng nhanh thôi. Nhưng mà ở đây là cộng vô hạn, cộng vô hạn. Cho nên để chính xác ta vẫn phải dùng cái công thức biến cố đối lập ở đây nhá. Như vậy thì thầy nói lại, như vậy T ở đây chưa biết thì ta sẽ dùng biến cố đối lập. Gọi A là biến cố trong khoảng thời gian T phút có ít nhất một ô tô đi qua, đúng không? Ít nhất một ô tô đi qua thì giờ thầy sẽ làm biến cố đối lập của cái này là không có ô tô đi qua. Như vậy là xác suất để cái A gạch, tức là đối lập của nó, tức là x bằng 0 các em ạ, không có ô tô nào đi qua, thì là lấy 1 trừ cho 0.99. 0.99 này là của đề bài người ta cho, đồng ý không? 0.99 này đề bài của người ta cho nên ta lấy 1 trừ cho 0.99 nhá.
thì sẽ ra là 0.01 đây. Còn xác suất để cho x bằng 0 thì đây k bằng 0 nữa các em, k bằng 0 này nhá. 0 giai chia cho 0 giai thừa này, e mũ lambda, e mũ trừ lambda có nghĩa là trừ 2t. Đây là lambda lũy thừa k là 0 chia cho k giai thừa. Thì ở đây 0 giai thừa là bằng mấy các em? Bằng 1 nhá. 0 giai thừa bằng 1. Cái này cũng bằng 1, lũy thừa 0 cũng bằng 1. Vậy là hai cái này cũng bằng 1. Vậy cuối cùng nó chỉ là e trừ 2t bằng với 0.01. Và ta lấy log neighbor 2 bé mà ta chia cho 2 thì ta sẽ được là t sẽ bằng, nhớ là đây là lấy log thì đây có dấu trừ nha, thì bị log này số này nó sẽ âm, bị trừ của nó thì nó mới dương được. Như vậy là khoảng thời gian của ta phải là từ 2.3 phút. 2.3 phút thì sẽ có ít nhất một ô tô đi ngang qua, và xác suất đó là bằng 0.99. xác suất đó là bằng 0.99 các em ạ, 0.99 nhá. Như vậy với bài toán này thì cũng sáng tỏ thêm một điều là ý nghĩa của lambda nhá. Ý nghĩa của lambda, lambda nó sẽ thay đổi theo cái khoảng thời gian tỷ lệ với cái khoảng thời gian của nó. Cái khoảng thời gian càng nhiều thì cái số lần xuất hiện càng nhiều, thì người ta lấy cái đơn vị nhỏ nhất trong một cái khoảng thời gian nhỏ nhất để người ta lấy cái đó, người ta gọi là cường độ. Cường độ hay là vận tốc, mình đã nói ví dụ vận tốc 3 km/h thì cứ 3 km ta đi, 3 km ta đi được, 1 giờ ta đi 3 km, ví dụ như vậy. 1 giờ 3 km, vậy 2 giờ ta nhân lên à. Thì ở đây cái số lambda này nó cũng cho ta một cái ý nghĩa là có một cái cường độ, cường độ này là một số không đổi, còn cái khoảng thời gian của ta thì nó sẽ thay đổi và lambda nó sẽ tỷ lệ với cái khoảng thời gian đó nhá. Rồi, như vậy bài này thầy hy vọng các em sáng tỏ nha. Giờ ta sang hai cái định lý để ta, hai cái định lý gần đúng mà thầy sẽ giới thiệu hai cái định lý này ở vào một cái chương kế tiếp nữa nhá. Nhưng riêng cái chương biến ngẫu nhiên này thì sử dụng, vì tính chất sử dụng hai cái định lý này rất nhiều cho nên thầy nhắc ở đây luôn. Hai cái định lý này gọi là hai định lý giới hạn, hai định lý giới hạn, hai định lý giới hạn. Đầu tiên, cái định lý đầu tiên là liên hệ giữa phân phối nhị thức và phân phối bắt sông, nhị thức và phân phối bắt sông. Khi n lớn, b bé, b khá bé, n khá lớn, b khá bé, phải không? B khá bé là xác suất hiến, đúng không? Và n khá lớn, b khá bé, nhưng cái tích này thì lại không đổi các em. Tích này nó lại tiến về một cái giá trị lambda nào đó. Thì như vậy thì sao nào? Thì thay vì tính nhị thức NP, ta sẽ tính gần đúng với phân phối Poisson. Mà phân phối Poisson thì lấy lambda là cái gì? Lấy lambda chính là bằng NP các em ạ. Tức là chính là bằng lambda cái số hồi nãy, có giới hạn n khá lớn, b khá bé, nhưng mà tích của nó thì lại tiến đến một số không đổi lambda. Thì thay vì tính nhị thức thì ta tính Poisson, Poisson lambda, với lambda là bằng NP, giới hạn của NP chính là bằng lambda nhá. Cái công thức này gọi là công thức giới hạn, công thức giới hạn. Thầy sẽ giải thích thêm về công thức này. Bây giờ ta đi tiếp một cái công thức nữa, thầy sẽ giải thích thêm.
Cái công thức nữa tức là phát biểu thêm một cái định lý liên hệ giữa siêu bội và nhị thức. Hai cái này là mới học tuần trước này các em. Siêu bội hypergeometry và nhị thức là binomial đúng không? Còn Poisson, hôm nay ta học Poisson thì ta hai cái định lý này nó liên kết ba cái phân phối này lại với nhau. Cái thứ nhất là liên kết giữa nhị thức và Poisson. Cái liên kết thứ hai là liên hệ giữa siêu bội và nhị thức. Siêu bội và nhị thức. Thầy sẽ nói ý nghĩa sau nhá. Bây giờ thầy phát biểu là khi n khá lớn, lớn hơn n là nhỏ nhiều trong công thức siêu bội nhá. Thức siêu bội nè, em nhớ nó có ba cái tham số n lớn, na và n nhỏ nhá. Khi n lớn, khá lớn hơn n nhỏ thì thay vì tính siêu bội thì ta tính nhị thức. Nhị thức của nó là np các em ạ. Mà p là gì? P là na chia n tiến đến p nhá. Ở đây ý nghĩa của cái này là gì? Khi n lớn, khá lớn với n nhỏ, và cái tỷ lệ này nè, cái tỷ lệ na chia n tiến đến một cái số không đổi là số p. Số b, ví dụ như là cái tỷ lệ như là cái bài toán trước đây đó các em, người ta nói là cái hộp mà đóng vô một cái hộp sản phẩm gồm một cái hộp trong đó có 10 sản phẩm đó các em, 10 sản phẩm thì cái hộp đó sản xuất nhiều lắm, cái tính tỷ lệ cái tính tỷ lệ thì không đổi nhưng mà cái số hộp thì rất nhiều. Ví dụ ở đây n khá lớn, na nó cũng phải khá lớn theo nhưng mà tỷ lệ nó thì là không đổi, phải không? Ví dụ tỷ lệ là 10% với cái hộp mà có 7 sản phẩm loại 1, nhớ không? Nhớ cái thí dụ vào tuần trước đúng không? Thì cái này nó có ý nghĩa về mặt thực tế đó các em ạ, đúng không? Số này nè, số n khá lớn, n này lớn lắm. Có thể là nhà máy người ta sản xuất cả hàng triệu, hàng mấy triệu cái hộp sản phẩm. Na nó cũng phải tỷ lệ theo cái tính chất A, tức là tính chất 1 đó. Cái số sản phẩm loại 1 trong một hộp đấy thì cái NA nó cũng phải tỷ lệ theo, tức có nghĩa là nó cũng khá lớn theo nhưng cái tỷ lệ đó là không đổi đấy. Thì thay vì ta tính siêu bội, ta chuyển qua tính nhị thức vậy thôi nhá. Nhớ nha, như vậy định lý này khi N lớn, khá lớn so với N là cái số mà ta bốc ngẫu nhiên trong cái siêu bội này nè, và cái tỷ lệ này không đổi NA chỉ N là không đổi, thì thay vì tính siêu bội N nhỏ thì ta sẽ tính là nhị thức B, N vẫn là số N này nhưng P là cái tỷ lệ NA chỉ N là các em ạ. Như vậy tại sao người ta đưa ra hai cái định lý này? Thực chất là nếu mà với kỹ thuật tính toán, công nghệ tính toán như hiện nay thì hai định lý này người ta không cần nữa. Vì sao vậy? Vì công nghệ tính toán bây giờ người ta tính thẳng luôn, tính trực tiếp luôn. Với số khá lớn N hay là trên này cũng vậy, trên này siêu bội, trên này là nhị thức N với P, để ta chuyển sang lambda, ở đây là siêu bội ta chuyển sang nhị thức. Thực chất ra với công nghệ tính toán bây giờ ta tính trực tiếp luôn, có phân phối nào tính đúng phân phối, tính đúng công thức phân phối đó, không cần phải chuyển sang. Nhưng cách đây hơn 10 năm thì những công cụ tính toán không có, mà các em biết là đây ngay nhị thức đây chẳng hạn, CNK
CNK nó đụng đến cái tổ hợp tuyến tính mà là một cái tổ hợp N chập K đó các em. Mà khi NK khá lớn 100, KN bằng 100 và K ví dụ bằng 50, 60 gì đấy thì ta tính cái này ra rất là khó. Nếu mà cái máy tính bỏ túi hồi xưa nó không đủ bộ nhớ và như vậy nó dễ sai số, mà thậm chí còn không tính được nữa. Tại vì ta đã biết là tổ hợp N chập K thì có tính giai thừa các em ạ, mà không có tính giai thừa. Ví dụ thầy tính 30 giai thừa, 30 chấm thang một cái, máy tính nó sẽ display ra một cái số mà nó chỉ cho ta con số đó thực ra là số cực lớn, mà mình không biết thực sự số đó nó có tính đúng thực sự hay không. Đó là hồi xưa. Còn bây giờ thì với công nghệ tính toán chính xác, rất là chính xác đến những con số hàng trăm, con số lẻ ở sau, thì những cái công cụ tính toán đó giúp cho ta khẳng định là cái tính trực tiếp luôn, mà ta không cần phải thông qua hai cái định lý này. Nhưng về mặt thực tế thì người ta vẫn để mà tính toán đó. Đối với sinh viên thì tính mấy cái này phức tạp, thì ta chỉ cần tính cái này thôi. Tại vì tính ở bên này đó thì ta chỉ đụng có cái giai thừa, còn tính ở bên này ta đụng đến cái gì, cái tổ hợp N chập K. Còn tính toán trên siêu bộ ta cũng đụng đến cả ba cái tổ hợp mà rất là phức tạp, đúng không? Chuyển sang nhị thức ta chỉ tính có một cái tổ hợp thôi. Đấy, chính vì cái tính đơn giản, thay vì tính phức tạp ta chuyển sang đơn giản ta tính, thì hai định lý này người ta vẫn còn xài. Nhất là trong trường học và trong bề mặt lý thuyết, người ta vẫn còn xài hai định lý này nhá. Vẫn còn xài cả hai định lý. Về mặt ý nghĩa thì thầy nói rồi nhá, về mặt ý nghĩa thầy nói rồi. Bây giờ đây, như hồi nãy thầy nói, ý nghĩa N cố định và NA chia N tiến đến một cái số P nhá, thì cái công thức thay vì siêu bộ chuyển sang nhị thức. Bây giờ để hiểu rõ hai cái định lý này, ta sẽ xem một thí dụ để ta làm sáng tỏ hơn nhá. Một lô hàng không biết là bằng bao nhiêu, lô hàng này có thể là mấy triệu cái lô hàng như vậy, nhưng có 1% phế phẩm mà các em. Nó như nãy thầy nói đó, hoàn toàn cái này là thực tế nhá. N khá lớn thì NA cũng phải khá lớn, và tỷ lệ đó là tỷ lệ nó sẽ là một thằng số, tỷ lệ không đổi đó. Chúng ta cứ tưởng là N khá lớn thì làm sao biết được là NA chia N tiến đến P, phải không? Đó nó mang ý nghĩa về mặt toán học, còn về mặt thực tế là hoàn toàn hợp lý ha. Một lô hàng có 1% phế phẩm, có nghĩa là lô hàng này rất nhiều lô hàng nhá, có thể là mấy triệu, mấy trăm triệu gì đó, nhưng mà chắc chắn là mình biết là có 1% là phế phẩm. Tìm xác suất để khi chọn ra 500 sản phẩm có A tất cả đều tốt, B có một phế phẩm. Thì cái này các em biết ngay là cái gì, sử dụng cái gì nào? Nó chính là cái gì? Nó chính là mô hình của phân phối gì nào? Có 1% là phế phẩm, bây giờ chọn nó 500 sản phẩm, có nghĩa là mỗi lần thử tới 500 lần, phải không? 500 lần như vậy giờ tính, và mỗi lần thành để tất cả đều tốt có nghĩa là 1% là không tốt, đúng không? Còn lại là 99% là tốt. Như vậy 500 lần mà mỗi lần P của ta là 99%, tất cả đều tốt, thì đây chính là phân phối nhị thức, đúng không? Mỗi nhị thức như vậy là ta giải theo đúng phân phối nhị thức nha. 500 nè, cái này tất cả đều tốt nhé, tất cả đều tốt thì ở đây
có thể mình dùng ngay là cái xác suất P thành công á, là 0.99 cũng được. Nhưng mà đây trong lời giải này thì dùng là cái phép phẩm, có nghĩa là dùng phép phẩm mà thầy dùng cái công thức biến cố gì nào các em, tất cả đều tốt, không có cái nào tốt, đúng không? Thì thầy sẽ dùng cái biến cố đối lập. Đối lập bây giờ x mỗi lần thử 500 lần, và mỗi lần thử đó thì để mà có cái phép phẩm, để có phép phẩm nha, thì xác suất của nó là 0.01 đây. Vậy lambda của ta theo đúng công thức bằng np, 500 nhân với 0.01 chính là bằng 5 nha. Bây giờ ta tính nè, ta tính nè, để x bằng 0 tức là không có cái nào tốt, có nghĩa là x bằng 0 tức là k bằng 0 đó các em, k bằng 0, thì theo đúng công thức này ta để vào k bằng 0 thôi. 500 C500 chập 0 nhân với 0.1 lũy thừa 0, không có nào tốt mà. Không có cái nào xấu. Tất cả đều tốt. Nhá, tức là không có cái nào xấu cả, không có cái nào xấu. Ở đây là không có cái nào xấu nhá. Vì đề bài là tất cả đều tốt thì ta gọi là không. Không có cái nào xấu. Và còn 500 còn lại là 500 trừ P, tức là Q đây các em. N N trừ K còn đây với là Q 0.99 nhá. Và ta tính cái này ra, thực ra bây giờ với máy tính thì ta bấm cái vế trái này ra hoàn toàn hợp lý. Cái này chắc chắn là bằng 1 phải không các em? Đó, cái này bằng 1 ta khỏi tính. Để cho ta chỉ còn tính hai cái thành phần này thôi nhá. Thì bấm máy ra, cái này bấm máy thì nghĩ các em bấm hoàn toàn hợp lý, chả có gì gọi là khó khăn ở đây cả. Thì ta sẽ ra được cái này, xác suất rất là bé các em ạ, 0.00657 nhá. Đây là tính chính xác. Đây là tính chính xác, thì nói lại đây là tính chính xác của nhị thức. Còn bây giờ ta chuyển sang Boson để ta tính cái này coi xem sao nhá. N khá lớn nè. P nè. N nhân P này là bằng 5 nè. Nhá, N nhân P bằng 5. Và như vậy đây chính là lambda, vậy là E mũ trừ lambda nhân với lambda lũy thừa K, K đây là bằng 0, tương tự như bên này, K bằng 0. Lambda lũy thừa K chia cho K giải thừa. Và mình tính cái này ra, cái này cũng bằng 1 phải không các em? Cái này cũng bằng 1, vậy chỉ cần E mũ trừ 5 thôi. E mũ trừ 5 ta tính ra là 0.00673. Ở đây là 00657. Nó cũng tương tự như nhau. Gần gần như nhau. Thì trong xác suất hay là trong tính toán về mặt toán học, để mà đánh đổi giữa một cái công cụ tính toán phức tạp thì người ta sẽ dùng những cái công cụ nhẹ nhàng hơn, có sai số ít hơn là người ta vẫn chấp nhận được. Thì cái định lý, hai cái định lý vừa rồi đó thầy đã nói đó, là đó là một cái công cụ để ta đánh đổi thôi. Nhất là hồi xưa công cụ tính toán nó còn yếu lắm, máy tính bỏ túi còn không có. Hồi xưa người ta chỉ có rút thức tính thì tính toán mấy cái này thực sự là cần thiết. Nhưng như thầy đã nói, đến thời điểm này thì hai định lý này ta có thể tính trực tiếp luôn mà ta không cần chuyển qua công thức gần đúng của nó. Có nghĩa là nếu mà là nhị thức thì ta cứ tính nhị thức đi, ta không cần phải chuyển sang Boson. Hay là nếu mà tính siêu bội đi thì ta cứ dùng cái công thức của siêu bội ta tính, không cần chuyển sang binomial, tức là nhị thức, không cần chuyển qua nhị thức. Đấy. Thì công cụ tính toán là một trong những cái mà để cho thành công trong cái tính toán của mình cũng rất là quan trọng nhé, rất là quan trọng. Hiện nay dùng Excel hoặc là máy tính bỏ túi nó cũng rất là chính xác. Thì các em tính rồi các em so sánh, một bên các em nên tính đúng, một bên thì các em tính
dùng là đúng nhá. Để so sánh thì các em thấy là hai cái định lý này hiện nay người ta vẫn còn dùng được, vẫn còn dùng được. Thì tuần sau thầy sẽ tiếp tục bàn luận thêm về cái phân phối nhị thức và thêm một cái phân phối mũ nữa. Nhưng thầy muốn là các em phải đọc ở nhà, đọc ở nhà mà làm những cái gì mà thầy đã truyền giảng ở trên bảng, trên màn hình. Nhất là muốn dùng Excel đó, dùng cái Excel để tuần sau thầy sẽ thử nghiệm lại bằng Excel. Thì các em thấy là những cái định lý trong bót sông chẳng hạn, bót sông là từ K bằng 0 cho đến vô cùng, nhưng mà mình chỉ làm cho đến hữu hạn khoảng hơn K hơn 30 là mình thấy nó hầu như là nó đầy đủ rồi. Và hôm nay bài đến đây thầy cũng muốn chấm dứt bài ở đây. Hẹn các em ngày sau. Và thầy mong các em ôn bài để lần sau phát hình các em tiếp thu nhanh hơn và tốt hơn.